Các bạn thân mến, đây là cái tình cảm của một người chơi chim. Như các bác thấy đấy, thì đây là một cái kỷ niệm của Thao Chim Cú Gáy vào cuối năm 2017. Đó. Đây là chú chim mà mình phải nói là rất là tiếc khi mà mình đã chuyển đi cho người chủ nhân tiếp theo. Có một điều là chủ nhân tiếp theo thì là một bác rất là cao tuổi. Bác năm nay gần 80 tuổi rồi. Và bác ấy rất tin tưởng Thao. Qua một hai lần thì mình đã cảm thấy rất là cảm động, bởi vì là cái sự tin tưởng của bác ấy. Thì mình cũng đã ngoại lệ là mình sẽ chuyển nhượng cho bác cái con chim mà thực sự là rất là quyến luyến với nó. Và đến giờ phút này thì hôm nay là sáng 29 Tết, mình đã rất là gì, đây là cho nó ăn ăn mối rồi. Chú chim này của mình là rất là thuần đấy. Mình thực ra là con này không phải dùng áo đâu, con này chỉ cần dùng cái lồng bình thường này là nó đã ok rồi đó. Thế nhưng mà con chim to, chim rất là ok, đã ăn khoáng, ăn chơi vào cái lồng quả đào này nó đã rất là thuần thục rồi. Thế nhưng mà mình phải chuyển cả lồng đi để cho bác về nó gáy luôn trong mấy ngày Tết đấy, để cho nó không lạ lồng mà. Đấy, tất nhiên con này thì nó chơi luôn, nó độ độ thuần thục của nó đến mức độ như thế này, mình sẽ rất cẩn thận. Và đây là mình cũng tặng bác luôn cả một cái lồng quả đào cửa rơi cắt mặt xong, bên mình cũng đang bán cái lồng này. Nó anh em thấy là nó cũng không hề là bảo là không luyến tiếc thì rất là khó, bởi vì mình thấy là đó, đây là chú chim mà mình thấy rất là quyến luyến, thực sự là rất là quyến luyến. Mình sẽ vẫn là quyết định mình chuyển cho bác, bởi vì mình là một thế hệ trẻ, các bác là một thế hệ trước, các bác cũng rất là cao tuổi, mình kính trọng. Mình sẽ còn sẽ nuôi và sẽ tạo ra nhiều chú chim nữa đấy. Cuộc sống thì có những lúc cũng phải ngoại lệ, mình sẽ để cho bác ấy mình sẽ úm vào đây để cho nó khỏi sốc chim, mình sẽ chuyển đi ngay bây giờ để cho kịp xe đó. Chuyển bây giờ là 9 giờ thì tầm khoảng 12 giờ là bác ấy nhận được đấy. Con ơi, con ra quay cho bố để bố làm liêm phong tem, cứ quay vào con chim thôi nhá, để bố lấy cái. Bố không cho nó thở à? Nó vải nó vẫn thở được con. Con ngây thơ quá. Bố không cho nó thở à? Đứng xa ra con. Mà đấy, các bạn thấy đấy, đây là mình sẽ
Tại cái song cửa mình có dán cái niêm phong đấy, thì khi là bác ấy nhận, bác ấy sẽ biết là nó sẽ không bị tuột ra một cái dấu hiệu gì cả, bởi vì băng dính và cái này nó dán đấy. Tất nhiên là mình cũng sẽ gửi bằng xe người quen, tất cả từ đây đến nhà bác ấy là xe người quen. Đấy, hệ thống của mình là một cái điều chắc chắn là không bao giờ sợ bị đổi chim hay bị vấn đề gì rủi ro cả. Đấy là quyền lợi của các bác. Đó, mình sẽ gửi đi. Đó, bác Cường ở Hà Nội. Đó, mình sẽ gọi vào đây. Đấy, mày cũng thông cảm cho tao. Tao sẽ chuyển mày cho đến một cái chủ nhân rất là cưng yêu thú cưng và những động vật. Bác ấy sẽ chăm sóc mày thật tốt. Mày cũng sẽ thông cảm. Này, tao sẽ chuyển cho mày một người chủ rất là tốt bụng, mặc dù tao rất không muốn chia tay mày. Ok, cố làm mà cho bác ý cái niềm vui đó. Tiếng xe ôm của cao thủ xe ôm. Thế anh bác nhận được chim rồi đúng không? Chim rồi mà bác treo lên rồi nó gáy rồi. Ôi giời, vì mà gáy luôn à? Nó gáy rồi đấy, À, nó bác mới gáy. hỏi hỏi thật bác, thế bác ở cái địa chỉ chỗ nào Hà Nội nhỉ? Ở Hoàng Cầu Hoàng Phú Cầu. Mai. Vâng. Xa. Vâng. Thế là bây giờ bác nhận con chim thì cảm giác bác có thấy vui không? Vui rồi, nhưng mà tại vậy là tiếng con em nó sợ sao mà tiếng gáy xương to sao mà. Bác ơi, một con chim mà bây giờ vừa mới sang tên sang chủ gái mà coi như là nó đã gáy luôn là quá mừng rồi. Đấy. Được. Mà hai nữa là thôi thì bác nhìn cái tướng tá đấy, không biết là bác thấy là nó có ưng mắt bác không? Ưng rồi, mắt ưng rồi, tay đuôi nó ngắn thôi, Không, đuôi thì cái chơi chim lồng lồng nhỏ, lồng quả đào cắt mặt cửa rơi xong chúc đấy thì bao giờ nó cũng phải là đuôi như thế thôi. Bởi vì là nếu như mà mình chơi nó rộng quá thì nó lại theo phong cách khác. Nhưng con này là mình theo phong cách là lồng nhỏ. Đó. Đấy, nhưng nếu mà mà bác thích nuôi lồng đuôi thì bao tới bác chuyển sang cái lồng nó rộng hơn đó. Thì nó thay hết nửa lồng đuôi này thì nó sẽ đẹp. cho vào, bác vừa cho vào lồng rộng, bởi vì cái lồng của cháu nhá, Vâng. muốn đấy phải thiết kế Cầu vọng. Cái cái chỗ nó đậu cái cầu vọng cháu đang muốn cài nó vào, nhưng mà cháu bảo thôi cũng mới nó cũng kịch Tết quá mà, hay nên là nó mới mới để yên để cho nó giữ nguyên cái cảm giác của cái lồng đấy, để cho nó bác chơi Tết thì cháu mà sợ động chạm gì nhiều thì bác cảm hứng đang chơi Tết, nên là cháu hết sức là vì khách hàng. rồi 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 Vâng. và với cái lồng này là lồng chợ, Vâng, lồng lồng chợ bình thường thôi mà. không phải lồng đặt vào. Vâng, lồng này là hàng bình thường thôi. Tất nhiên nó là cũng ấy, nhưng mà mình ở đây cháu nuôi nhiều thì cháu cũng không không cho vào những cái lồng nó, mình không phải như người khác mà có một hai con mà thửa những cái lồng nó quá đắt tiền được. Nhưng Vâng. mà cái lồng này ở trên những đồ bao tiền, cái đồng thửa ấy. Lồng thửa mà nó kỹ kỹ hơn một chút, dáng dấp như thế này thì nó rơi vào tầm khoảng 600. Vâng. Để hôm qua tôi đi mấy bữa tuần nào tôi có việc tôi đi Nam Định. Từ thời xưa tôi nuôi gáy, hay nuôi cái đồng của đào của Nam Định. Vâng. Em cái cửa của nó là cả một cái con rồng bằng bằng tre. Ấy à, bác chơi những cái lồng đấy thì đẹp quá. Đấy. Vâng. Trước của nó đã 100 mà nó vót giỏi lắm đấy Vâng. Vâng. nè, cái tâm của cái Vâng, thế là bác sang lồng rồi gì? sang đâu rồi Sang đấy lồng mà nó cũng gáy luôn rồi à? cái rồi đấy. À, bác nhìn thấy tướng tá mẫu mã là được đúng không? Không được, nhưng mà cái này con này nó có mau mềm miệng không, Dạ. có mỏ Nó mau mỏ lắm. Bác con không mau mỏ làm sao mà vừa mới
chuyển từ Ba Vì xuống Hà Nội cho bác, mà sang lồng cái nó lại gáy luôn được. Làm gì bác tưởng con chim có những con nó hàng Thì tuần nó chả gáy. có khi con thì hai ba ngày ngày hai ba lần thôi. Không, cái này thì bác cứ tin cháu, bởi vì con chim này là cháu rất là ưu ái bác rồi. Rồi 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 rồi. Vâng. Thế có Để... gì xong thế nào tôi cũng lên cậu tôi làm con nữa. Vâng. Tôi cũng thích chơi chim lắm, bao giờ tôi cũng thích chơi một đôi Vâng. rồi để hai góc nhà thì nó. Đó, bác cứ chơi con này đi, xong rồi bạn bè ai đến hỏi thăm gốc bác thì bác cứ giới thiệu là có thằng cháu ở trên Ba Vì thôi, chứ thực ra Rồi là rồi, rồi cháu rồi. cũng muốn là bác cháu mình biết nhau rồi, mà bác cao tuổi năm nay cũng 80 đến nơi rồi, mà chúng cháu thế hệ trẻ mà lại chả mang lại được cái gì cho các bác vui thì buồn chết. Cháu nghĩ cháu bảo thôi ngoại lệ một chút, đúng thâm tâm là đấy, nói như lúc sáng cháu bảo là mới đầu nói thì bác còn hơi vững, hơi chưa chưa ấy lắm, nhưng mà bây giờ bác nhận rồi thì bác thấy là cháu Thao nói rất chuẩn chứ không phải không. Chuẩn đấy. Và đấy là cháu nói là tại sao mà mọi người này cứ hay tham gia với kênh của cháu nhiều, một phần là cháu sống với các bác hoặc là các anh em là đến với con chim là cháu rất chuẩn, phải nói là người quân tử đấy chứ phải không. Rồi. Bác đấy, bác đến với cháu là một khách hàng thôi, nhưng mà đến bây giờ là gọi điện cho bác hoặc là bác gọi điện cho cháu là rất là thoải mái, không vấn đề gì cả đấy. Vâng, thế là chúc bác gọi là đón Tết vui vẻ và có niềm vui từ con chim này nhá. Còn một dịp nào gần nhất bác lên trên Khoang Xanh chỗ Ba Vì, chỗ chỗ xã Vân Hòa đấy, thì bác điện cho cháu thì mời bác qua nhà cháu uống nước. Cứ xuống con xanh là rẽ vào nhà được cái gì? Cứ trên đường đi vào Khoang Xanh, bắt đầu đến cái lối rẽ gấp khúc cái thì dừng lại, là từ đấy là chỗ ngõ nhà cháu rồi. Còn nếu mà đi đi vào cái chỗ lối rẽ vào cái đường 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 nhỏ để hướng đi vào Quang Thanh, đấy là phải 7 cây nữa mới vào cổng Quang Thanh được. Thế là có nghĩa là cháu vẫn là nằm trên cái đại lộ Thăng Long, nhưng mà nó ở cái đoạn đường cuối đường của Ba Vì. Rồi rồi, tôi đi đâu chú hỏi tôi thấy nhé. Và bác cứ đến cái phố mà người ta có cái người ta có trình bày về cái sản phẩm con đà điểu đấy, là phố nhà cháu đấy. Rồi Và rồi nhưng mà nhà cháu không ở phố đâu, nhà cháu ở trong trong chân núi, trong đồi. Vâng, thế bác nhá, cảm ơn bác Cường nhá. Chào em nhé. vâng vâng Chúc bán được nhiều chim nhá. vâng cháu ấy vừa bán vừa đam mê và vừa giao lưu thôi bác ạ. Vâng, Đó. ok, vâng, cháu chào bác Đó. Cường. Giới thiệu với các bác là đây là khu vực mình đi kiếm khoáng khoáng đất mối. Đó. Bạn thấy là đây là những cái khoáng của nó. Đó. Ok chưa? Khoáng mối. Đây là những cái của chúng để mình cho nó ăn. Đây. Các bác lấy cái này cho nó ăn.